Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh Đặng Tín Audio ngày hôm nay. Thì thực sự các bác là sau khoảng phải 8-9 tháng nay rồi, các bác gọi điện em rất nhiều đây. Thì ngày hôm nay em chính thức về các bác 500 bộ pin sạc. Tiếp tục là phiên bản pin sạc Double Bow. Và đặc biệt đây là phiên bản mới nhất 2022 nhá. Và anh em phải hỏi quá lâu rồi thì hôm nay về đây. Đây là dòng pin sạc cho micro nhá. Thực sự với anh em là bác nào dùng mic không dây thì em khuyên các bác lên sử bộ pin sạc. Và đặc biệt đây là dòng pin sạc cao cấp chính hãng Double Bow, dòng 3200mAh và phiên bản mới nhất 2022 hiện nay nhá, rất là đẹp luôn. Đây, các bác thể em về rất là nhiều luôn và giá đợt này cực kỳ tốt cho bác nào nhanh tay. Em sẽ khuyến mại 10 bộ đầu tiên cho 10 bác nào nhanh tay. Sẽ có 10 bộ pin sạc đầu tiên cho 10 bác nào nhanh tay. Đây. Đây là đốc sạc của nó này, nó sẽ gồm 2 đôi pin. 3200mAh đây 4 viên gồm 2 đôi pin. Và anh em nhìn pin hãng này, pin xịn này. Và phiên bản 2022 này nó nâng cấp rất nhiều, nhà hãng nó báo nhá, phiên bản nâng cấp rất là nhiều từ đốc sạc đến pin. Và đây là đốc sạc của nó đây. Cực kỳ đẹp luôn các bác. Cực kỳ đẹp luôn, có màn hình và đặc biệt phiên bản 2022 này có tự ngắt nhá. Có tự ngắt khi đầy, có tự ngắt khi đầy luôn. Và đặc biệt ngày hôm nay sẽ giảm giá 10 bộ cho 10 bác hàng trên tay. Có nhớ ủng hộ cho mình like nhá, các bác ủng hộ cho mình like và đăng ký kênh nha. Có phải hiểu là khi bác dùng cái pin con thỏ ấy cho mic không dây hoặc những pin rẻ tiền ấy là có lưu, nếu có bỏ để dùng lâu ấy mà không bỏ pin ra, bỏ pin ra nó sẽ chảy nước, là gần như là đã chảy nước ra tay mic, gần như vứt đi. Nhưng em dùng pin sạc này, các bác dùng vừa lâu hết lại sạc và rất an toàn cho mic cho các bác. Đấy, hát rất là thoải mái luôn. Có màn hình hiển thị nhé, và đặc biệt là con này tự ngắt khi sạc. Đấy, khi đầy nó sẽ tự ngắt nhá. Và ngày hôm nay em xin nhắc lại, em sẽ giảm giá góc 10 bộ đầu tiên. Đây. Đây, một combo sẽ gồm 2 đôi pin sạc và một đốc sạc cái này. Đấy, hai đôi pin sạc và đốc sạc này ngày hôm nay bác nào chốt nhắn đi cho em 10 bộ đầu tiên nhá. Giá hiện nay em đang bán cái đốc sạc combo như này, em đang bán là 400.000 bộ. Nhưng ngày hôm nay em về được mấy trăm bộ em sẽ giảm giá 10 bộ đầu tiên cho 10 bác nào nhanh tay nhắn tin cho em. Chốt pin sạc nhắn tin con sọ em đây. Đây là số phụ kiện của bên em 0966204862. Chốt pin sạc 320.000 bộ, em bao ship 320.000 một bộ như này. 0966204862. Được chưa? Đây nhắn tin con sọ lại đây. 320.000 một bộ. Đây sẽ gồm 2 pin sạc, 2 đôi pin sạc và một đốc sạc như này. Hàng xịn chính hãng của Double Bow. 320.000 một bộ và hết 10 bộ sẽ quay về giá 400 nhá. Hết 10 bộ khuyến mãi sẽ quay về giá 400, nên bác nào chốt thực sự muốn sở hữu dòng combo pin sạc hãy nhắn tin cho em, chốt pin sạc 320.000 một bộ. Đây là combo phiên bản mới nhất 2022. Hàng cực kỳ cao cấp, có màn hình, có tự ngắt khi sạc đầy. Chốt pin sạc cho em. Số điện thoại phụ kiện đây 0966204862. Chốt pin sạc chỉ cần nhắn tin cho em. Anh em lấy một bộ hai bộ thì cứ nhắn tin cho em, bao nhiêu cũng có, đợt này về được 5-600 bộ cơ, thoải mái đi. Chốt pin sạc nhắn tin cho em nhé, 320.000 bộ. Đấy, bao lấy một đồng nhắn tin ngay cho em. Chốt pin sạc 320.000 bộ, em bao ship. Dòng pin sạc chính hãng, phải nói là gần một năm nay rồi hàng mới về được anh em nhé. Gần một năm nay rồi mới về pin sạc. Và đặc biệt đợt này về rất là vui là về phiên bản mới 2022. Nó sẽ nâng cấp hơn rất là nhiều từ pin, chất lượng pin và đến đốc sạc. Đấy, có tự ngắt khi sạc đầy. Nhắn tin cho em 0966204862. Chốt pin sạc, cứ nhắn tin cho em là sẽ như về chốt đơn. Anh em lấy cái nhắn tin cho em nhé, là sẽ như về chốt đơn các bác. 320.000 bộ. Đây các bác nhìn này, nó đẹp thực sự bác, là nó hàng chất thì được. Còn được, anh em đừng so sánh dòng pin rẻ tiền ngoài thị trường nhé. Nhá, đừng so sánh dòng pin ngoài thị trường rẻ tiền hàng nhái. Đây là hàng chính hãng của Double Bow. Đấy, 320.000, bác nào chốt nhắn tin cho em chốt pin sạc. Số lượng thì thực sự anh em chỉ giảm giá 10 bộ thôi. Đấy, chỉ giảm giá 10 bộ nhất. Bác nào lấy vô lòng nhắn tin cho em 0966204862, chốt pin sạc cho em. Rồi và xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại có được tiếp theo nha. Bác nào có nhu cầu thì hẹn cho em. Đây cho bác xem lại kỹ lại một lần nữa cái đốc sạc này, nó đẹp thực sự, nó quá đẹp luôn. Đấy, quá là chất lượng thôi. Đối với dòng pin sạc cái này chỉ 320.000 bộ, giảm giá duy nhất 10 bộ thôi. Bác chào các bác nhá. Chào các bác nhá.